tiếp tục là mại dao nhá. Mại phát hiện ta ngoài cái tài phi lê cá còn có thể phi lê ngón chân cái. Cực kỳ có duyên với các bạn ở vùng cao. Hôm nay lại có tiếp tục có kênh Let's Go Sapa xuống chơi với anh em mình. Có một em gái từ Sapa xuống đây chơi với anh em mình và đem rất nhiều đồ đặc sản từ Sapa xuống cho anh em mình nhá. Và đây là cá hồi Sapa này. Nhìn nó giống con cá mè nhỉ anh nhỉ? Sao nhìn nó khác cái con cá hồi của bọn Tây thế nhỉ? À vâng, giống cá hồi ở Sapa là giống cá hồi Vân và trọng lượng của nó thì sẽ chỉ rơi khoảng vào tầm từ cân rưỡi cho đến hơn 2 cân tùy đấy, trọng lượng của nó chỉ là trọng lượng cá chỉ dao động trong khoảng đấy thôi. Vâng, ăn tầm đấy thì nó sẽ rất là ngon, ngọt thịt. Nhìn nó chấm 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 cá hồi nước ngoài như các bạn thường thấy cá hồi Na Uy thì nó rất là to, có con đến chục cân cơ. Đấy giống cá hồi khác. Nhưng mà cái này ngon hơn ạ? Thực ra thì cũng tùy từng cảm nhận, nhưng mà ở Việt Nam thì hiện tại ở Sapa có cá hồi. Bởi vì là cá hồi thì nó nuôi ở nước lạnh với nhiệt độ thấp và nước phải trong. Thế nên là cá hồi ở Việt Nam mà các bạn muốn thưởng thức thì chỉ có thể ăn cá hồi Sapa là rất là ngon, ngọt thịt. Tức là cá hồi Na Uy với kia thì anh em mình đã được thưởng thức rồi. Nhưng bọn anh ấy, ăn cá hồi nếu mà giả dụ cái ở cá hồi ở trong siêu thị ấy, thì nó kiểu như nó lâu ngày rồi sao ăn không ngon. Còn cá hồi mà chuyển thẳng từ Na Uy về ăn thì khá ngon, còn cá hồi Sapa thì anh em mình chưa được thưởng thức. Thì hôm nay em làm được món gỏi không? Thực ra thì em cũng không phải là khéo tay lắm nhưng mà gọi là biết làm. Gái lại khiêm tốn đấy. Đây nha. Mọi người nhá, đây có cả con này, có cả trứng này. Trứng cá hồi rất quý đúng không? Đúng rồi, trứng cá hồi rất là đắt. Trung bình ví dụ như giá trứng cá hồi thì nó sẽ dao động khoảng 2,5 triệu cho đến 3 triệu một cân. Thế thì chỗ này được ai bán ạ? Chỗ này thì chúng ta phải thử xem được mấy lạng. Chỗ này phải, chỗ này tầm 2 lạng thì 400-500 nghìn chỗ này à? Đấy nếu họ bán trứng rổ của bán hết 500 nghìn. Thế thì còn thịt nó giá thế nào? Giá cá hồi hiện tại thì nó sẽ dao động tùy từng thời điểm nhá các bạn nhá. Hiện tại thì nó rơi vào khoảng tầm 250 cho đến 280. Thế cũng rẻ nhỉ? Thích mình mua lấy con nào lựa, con nào có trứng thì mình mua. đúng rồi, gọi là đúng là hên xui đấy. Nếu như mà mình ăn, thật ra thì nếu như mà các bạn mà muốn ăn về thiên về thịt hơn thì ăn cá không có trứng thì thịt nó sẽ đỏ hơn. Đúng rồi, chính xác. Còn nếu như mà cá mà có trứng thì mình đã được trứng rồi, thế nên là cái thịt cá nó sẽ không được đỏ bằng. Thế mình là nuôi trứng mà. Tức là mất cái lọ được cái chai. Mất cái lọ được cái chai. Mất cái chai là mất tất. Ngoài đó thì còn có rất nhiều rau nha em. Hôm nay team Let's Go Sapa thì có hai người đi. Em tên gì nhỉ? Em tên là Mèo, đến từ Sapa. Mèo. Còn em là Jelly đây. Biệt danh. Và đây nữa. Đó, đây là con cá tầm. Để anh nhìn. Wow, anh ơi. Thật ra là mình chưa ăn cá tầm. Mày chống hỏa tiễn à? Quẩn mồm nó to đấy. Trông có vẻ giống cá sấu đúng không? Wow, sao lại đo cái. Ôi, dài thôi. Anh ơi. Sắp dài bằng... Gần bằng máu đệ luôn nhá. Gần bằng máu đệ luôn. Nhìn quả mồm nó này. Đó. Cá chấm đen ấy. Con này thì mình đã làm sạch ruột rồi. Sạch ruột rồi, bây giờ chỉ rửa nướng. Nhưng mà thật ra là bọn anh là không biết nấu đồ hải sản. Ôi. Không biết nấu đồ hải sản mới đâu. Thì hôm nay sẽ nhờ em gái Mèo và anh camera. Anh Cam, gọi là anh cameraman của Let's Go Sapa sẽ chế biến. Còn anh em mình thì khoái khẩu là cái món chưa được ăn gọi cá hồi sống. Để tí nữa là mình sẽ làm được cái gì thì mình làm, mình phụ. Còn khả năng là mình sẽ đem nướng con này và cho team Let's Go Sapa sẽ phụ trách cái món này, xong rồi anh em mình chấm điểm thi xem là ai
làm ngon hơn nhé. Các bạn nhớ phải vote ở phía dưới comment xem là ai làm ngon hơn để mình được nhận phần thưởng. Khả năng là chắc là anh em mình khả năng là con này của chúng này. Con này đít nó to. Hóa ra từ nãy giờ là Mao Đệ đang ngồi đấy để soi xem nào con nào có trứng. Đấy bây giờ tí nữa thử mổ ra xem con nào có trứng. Đúng sao con này lại chơi đi nó bịa cá hồi. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đi chuẩn bị đồ nhá. Đồ nướng, nướng con này thì nướng với cái gì ạ? Nướng cái này thì nó có hai cách nướng này. Một là nướng muối ớt, hai là nướng riềng mẻ. Nhưng mà thực chất thì tại vì hôm cá này đến từ Sapa nên là bọn em cũng muốn mang một chút hương vị Tây Bắc đến và ướp thêm một chút mắc khén và một chút thảo quả để cho có hương vị Tây Bắc để các bạn có thể thưởng thức. Thế thì thôi, hôm nay không thi thố thì ăn cho nó ngon. Anh em mình làm là đồ ăn thật sự là không tự tin với những cái món này đâu. Có gà qué thì nướng không cho anh đơn giản. Thì đi anh, để em còn được nhận phần thưởng. Thì là thua. Chắc chắn kèo rồi là phải em nhận kèo rồi. Mọi người nhìn em gái này chắc chắn là vote cho em ý rồi. Anh kiếm quẩy đấy. Được. Sao chờ đi. Rồi. Anh không nấu được để em nấu. Mày lại luộc cái gì? Không. Thôi, bây giờ anh em mình sẽ đi chuẩn video một chút đã nhá. Sẽ có món gỏi cá hồi này, trứng gỏi trứng cá hồi này và món nướng nhá. Thử mổ để mình sẽ phi lên một con để ra xem như thế nào nhá. Bởi vì hôm nay Let's Go Sapa đến là có thử thách một thử thách nho nhỏ dành cho Maka đấy, chính là phi lê cá hồi xem là có giống như là ngoài hàng không. Nhìn tay nghề của anh ấy. Vì thấy là Mao Ca cũng rất nhiều lần trổ tài nấu nướng, có vẻ cũng rất là khéo tay, nhiều hoa tay hôm nay đến. Bây giờ chú đi lên tiếp tục à? Đây là tiếp tục mài dao nhá. Mài mài tao ngoài cái tay phi lê cá không có thể phi lê ngón chân trái. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Thấy em thấy ở trên mạng người ta cũng rạc sao? Đây lần đầu đấy, lần đầu mà ca làm nên là phải từ từ bình tĩnh. Đấy là người ta, mày thấy con nhà người ta bao giờ chưa? Con nhà người ta thì xuất hiện trên tivi với lại trong mồm bố mẹ mình thôi. Xem con nhà người ta kia. Ui, cảm giác thịt nó ngon nhỉ. Cắn từ miếng này. Tươi sống luôn. Ui à. Mà phải công nhận là phục tài năng của anh Mao Ca thật, tại vì là bình thường nếu mà phi lê cá hồi thì nó thường rất là trơn, bao giờ cũng phải có cái khăn để thấm liên tục, mà thấy anh làm rất là đơn giản gọn nhẹ, không có gì cả, không cần khăn. làm gì chứ làm đây. Con này nghe là xong tác phẩm đấy. Cái sau trở nhanh hơn cái trước, thành quả đấy nhá, thành quả của mình đấy nhá. Đây nữa. Đấy. Nguyên cung luôn. Đây nữa. Đấy. Nguyên da luôn. Rồi ok. Bây giờ tính là nhỉ, bây giờ anh sẽ làm con kia nhá. Vâng. Em với anh ấy sẽ làm món này nhá. Ok, okay không? Vâng. Ok. Rồi. Đây sẽ là món đầu tiên của anh em mình nhá mọi người nhá. Gỏi. Món này gọi là gỏi sashimi. Đấy, đây trứng nó đây đấy. Rồi. Người đẹp làm món ăn đẹp nhỉ. Không như bọn anh làm lung cung lắm. Anh em mình đang đào đất ở chỗ kia để chuẩn bị nướng con cá tầm nữa cho mọi người nhá. Đang đợi nướng hạt dầu ở cái gì nhỉ? Thảo quả với kia để ướp. Trong lúc đó thì mình anh thử miếng luôn nhé. Vâng, anh thử đi. Đó, thịt nó khá là ok nhá. Đẹp như người. Mời mọi người nhá. Wow. Vị thế nào anh? Béo lắm. Nó béo kinh điển luôn á. Tưởng là béo mà ăn vào lại không hề béo. Nó béo nó bùi thật đấy.
khác hẳn cá hồi ở siêu thị mọi người ạ. Rồi bây giờ mình phải đi ướp cá tầm này. Cái món cá hồi của em mèo. Mèo. Em mèo phải đấy. Vâng ạ. Biệt danh là mèo, mèo, mèo Sapa. Tên thật là gì? Tên thật của em là Mai Anh. À Mai Anh. Mai Anh. Làm xong món đấy rồi, còn bây giờ mình sẽ làm cái món cá tầm nướng nhá mọi người nhá. Chính ra là mình sẽ nướng muối ớt, còn cái gia vị thảo quả này với lại mắc khén thì mình đã xay ra rồi. Thì cái này sẽ cho vào phụ đấy thôi, chỉ phụ để cho nó thơm thôi. Còn đâu chủ yếu là vẫn là muối muối ớt nhá mọi người nhá. Dùng muối trắng luôn đấy. Dùng muối trắng, luôn. Đây là muối trắng xay ra thành đấy đấy. Đó. Khựa ra anh nhỉ. Ở đây đã thấy mùi thơm hay phảng phất đi rồi. Món này nhìn rất ngon nhé. Cái quả mũi này giống bạc má nhỉ. Thơm nhỉ, cái quả thảo quả. Mùi thảo quả thơm. Khi mà làm phở ấy, bao giờ bí quyết của họ cũng sẽ là có thảo quả. À. Nước phở. Bây giờ là xong con cá tầm rồi nhé mọi người nhé. Còn con cá hồi thì nữa anh em mình cũng nướng thử để ăn, nhưng mà sẽ ướp và nướng sau, con này nó lâu chín hơn này. Thì nữa con này nướng thì đấy. Ừ đấy. Nào, đây cho ra đây này. Phiêu. Ok. Đi rồi, than bằng lửa luôn. Trông khá là ngon rồi nhé mọi người nhé. Cá tầm thì nướng nó kiểu như gì nhỉ? Mình thấy thịt nó rất là mềm nhá, vừa nướng một tí mà nó đã cảm giác là nó ăn được rồi cơ. Không biết là nướng này có ngon không. Còn bên kia bên này là con cá hồi nhá. Con cá hồi anh em mình nướng thử xem ăn ngon hơn hay là ăn sống ngon hơn nhá. Ôi dồi ôi, con này chắc là chín rồi mọi người ạ. Mình thấy con cá hồi nhìn rất là đẹp mắt nhé mọi người nhé. Nhìn nó đỏ, trông chỉ muốn tợp miếng thôi. Cá hồi chắc là nhanh hơn nhỉ anh nhỉ? Cá hồi thì ăn sống được, thế nên là... Cá hồi là con đứng sau nhé mọi người nhé. Anh ơi, ăn thử qua đi. Thử đấy. Ăn thử qua nhé, đỏ quá. Con cá này nó hơi mềm, thế nên là phải lật cẩn thận. Đấy, thử đi. Đấy, tao lật mặt nóng cho mà thử rốt. Nước vào chảy. Ngon đấy. Đó. Đây, mình sẽ thử khúc đuôi này. Wow. Ui. Ui, thịt nó ngon nhỉ. Mời tất cả mọi người nha. Ngon lắm. Ngon nhỉ? Ngọt mọi người ạ. Ngọt. Ngọt cực đấy. Này, ít thôi. Thôi, cứ phá hoại, nó đợi nốt con cá tầm này. Cá tầm thì nướng nó không được vàng lắm, tại vì hình như con cá này nó thế. Nào, quay cái này lên. Quay cái này lại đây. Nào, cầm cái đầu kia. Đóng không anh? Không. Bạn mèo vào giúp anh ha. Nào rồi, đặt xuống. Bên ta bóng thôi, còn chịu kêu nữa. Đặt xuống. Thế, đấy, rồi. Đấy. Rồi, ok. Mau ca, mau đệ vừa nếm thử rồi bé ngoả. Vâng. Okay, là vị thế nào? Ngon. Tuyệt vời. Da nó ngon, da nó ngon hả? Đúng rồi. Bây giờ chỉ đợi mỗi mặt này được, mặt này nữa thì là ok rồi. Anh thử cá tầm chín hẳn chưa anh? Bụng này chín rồi, trên này chưa chín. Trên này cá này một đoạn nữa. Vâng rồi, cá tầm nó sẽ lâu chín hơn. Cá hồi thì nhanh chín lắm. Ok. Chờ trong vòng 5 phút thôi nha mọi người nhá. Vào dọn á. Tình hình là đói lắm rồi mọi người ạ. Cũng đã chín được hai siêu phẩm rồi. Bây giờ cho con cá hồi ra trước. Món đệ sang bên kia. Món đệ sang bên kia. Chuẩn bị cầm đấy nhá. Lật. Nào. Em lật cho nhấc cho anh cái này. Nào. Nào lật được một phát không? 1 2 3. Ui giời. Ôi mắc. Đây nhá. Con cá hồi là con cá. Đây là cá hồi nướng nha mọi người nhá. Nào bây giờ đến tiếp tục cá tầm. Nào cho sang đây. Món này phải cười anh nhỉ. Đâu em nhấc cái này sang đây. Nào, nó đây. Đấy, đi sang đây. Đấy.
Nào, đặt nó xuống đây. Đó, rồi. Hiểu không? Hiểu. Em hiểu không? Được. Vừa xinh luôn. Đây. Bây giờ bắt đầu khui hàng. Ui. Ngon nhỉ? Cái này. Thôi ăn vào. Cá sấu vào tiên đấy. Cá sấu. Thôi ăn vào nó đứt thịt. Wow. Ui, thịt thế. Tí nữa em ăn cái vơi xem được có giống vơi. Đây là cái này là xương sụn, xương sụn. Cái sụn nó này. Con cá này không. Con cá này nó không có xương nhá mọi người nhá, đây là cái sụn của nó. Ui, anh lôi em. Sụn đây gọi là xương sống của nó đấy. Đấy, thấy chưa? Cắt ra cho nó đệ thử luôn. Đây. Cắn. Ui, dài lắm. Được, em chiến được hết. Dài lắm. Đây. Ui. Mình thử cái sụn luốt đuôi nó nhé. Hình như kẹo cao su này. Này, ngon lắm. Ăn cá này chỉ ăn như kiểu dạy chó ấy. Vừa bà vừa bẩn. Chân bà. Chân. Ngon lắm rồi bạn. Chân. Đấy. Ăn kia này nó giòn lắm. Sau một thời gian chờ đợi khá là dài, thành quả. Bây giờ mới có thành quả đây. Ây, quả mồm. Rồi, nó rơi ra là được. Thấm lức luôn. Bạnh mồm ra luôn. Đấy. Rồi, nhấc cây ra. Ok. Ui, sắp được chén rồi. Đây nha mọi người, sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Nào. Nào, đặt lên. Nào, kiêng vào nào em ơi. Ê, có cần chị kiêng hộ không? Quay. Rồi, quay. Đây, cho mọi người xem. Đó. Thì đó mình sẽ giải rau và những thứ khác lên đây nhá. Cá hồi sống không? Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Đây. Kích thích không? Ok mọi người ơi, anh em mình đã chuẩn bị xong tất cả cái gọi là món về cá tầm và cá hồi rồi nhá mọi người nhá. Về món cá hồi thì sẽ có món gì nhỉ? Gỏi hỏi. Đấy, gỏi cá hồi và cá hồi nướng. Cái trứng cá hồi mình đã trả nè. Đấy, trứng cá hồi đây này. Đấy da. Cái này ăn khả năng sẽ rụt. Ngon lắm ấy. Đi ăn chiên trên mạng người ta ăn kìa. Nhìn lấp lánh cái ngọc. Và con cá hồi nướng này, còn đây là con cá tầm mà anh em mình nướng theo phong cách đúng như kiểu trên đấy. Ai mà không ai không ăn được cá hồi sống thì chấm ra thì có thể chấm bằng nước bổi của anh em mình, đây là nước bổi cá gỏi ba mì. Đây là lần đầu tiên mình được ăn cái món này. Thì nữa mình sẽ thử xem là. Đây sẽ bây giờ anh em mình sẽ mời khách ăn cái món mà cá ở trên đó với lại kết hợp với cái gì nhỉ? Nước bổi của anh em mình xem sao nhá. Nước chấm. Đây, em gắp đi, em gắp cá hồi đi. Em ăn đi. Nhưng mà em quấn bằng bánh đa nem này. Em ăn thế nào cũng được. Anh sẽ múc cái này cho em trộn xem là em ăn nó cảm giác nó sẽ khác với lại cá hồi ăn ở trên đấy như thế nào nhé. Dạ vâng. Ngon lắm. Để mà ăn gỏi cá hồi thì nó cũng sẽ có hai cách quấn. Một là mình có thể quấn với rong biển. Hai là mình có thể quấn với bánh đa nem tùy mình sở thích của mình thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử quấn bánh đa nem xem là như nào nhé. Mà để chèm rửa lại rồi. Hôm nay là phải để khách thử thức trước nha. Đó, ai phải làm thế nào không? Không thế nào nữa. Đây, nào đưa bát của em đây. Đưa bát của em đây. Đây, bát anh đây. Đây, từ từ nha. Đó. Đó, bây giờ em chấm với cái nước đó. Và chấm làm sao nó vừa cái vị của em là được. À, em ngửi đấy mùi rất là rõ mùi mẻ. Đúng rồi. Thơm ạ. Không chấm nhiều à. Nó nhạt mà chan thành canh luôn đấy. Ngon lắm. Lần đầu tiên. Nhưng mà nó dậy cái mùi mẻ rất là thơm. Ừ. Tại vì em cũng ăn được mẻ và cũng rất thích mẻ. Đấy. Nên là món này rất là phù hợp. Và món này là món chuyên
gọi là ăn cá của anh em mình. Ôi, đây cũng người... là một cách thưởng thức mới mà các bạn nên thử. Mọi người thử đi. Đây là hôm nay thật sự là anh em mình dạo này rất là có nhiều khách từ trên Sapa này, Lào Cai, gọi là mạng trên đến chơi với anh em mình. Và hôm nay em tên gì? Không, em tên thật đấy. Em tên thật là Mai Anh. Mai Anh, quên. Đầu óc lẫn. Mai Anh đã đem rất nhiều đồ ăn ở từ Sapa xuống cho anh em mình. Đó là cá hồi, cá tầm và rau củ quả rất là nhiều. Thôi, mọi người đánh chén đi. Nói bây nhiều các đói. Chắc cả nhà đều đói rồi, bây giờ đói mời mọi người cũng ăn nhé. Để em thử cuốn trong biển miếng. Cái này. Bác sĩ quá. Bạn Mai Anh bỏ xì dầu ra với cả bột tạt ra cho hai anh em ta mau dùng thử cá hồi sống. Bây giờ chấm cái gì nhỉ? Đây em đợi một chút để thế em thử chấm mẻ cho bọn em á. Đấy. Wow. Mình cũng sẽ thử một miếng chấm mẻ nhá. Chấm mẻ, anh em mình cứ ăn mẻ ăn rồi. Để lấy thêm rong biển chấm mẻ. Ấy. Cá tươi quá nhỉ. Không phải vui nhỉ. Không mình nghĩ luôn. Mùi nó lại. Ngọt, tuyệt vời. Thật sự về cá hồi là độ nó này, nó béo này, ngọt bùi này. Cá hồi Nam Phi ăn rồi nhưng mà cá hồi Sa Pa rồi phải nói là được đấy. Được rồi. Tại vì quan trọng là ăn giỏi thì cần phải cá tươi sống thì nó mới đạt chất lượng cao nhất. Chưa cho vui tạt. À đây. Chưa cho vui tạt. Bây giờ cho vui tạt vào ăn. Mình cũng là em cũng từng xem cái clip thử thách ăn cá hồi sống chấm vui tạt của hai anh em nhà Tam Ma. Ngày đấy. Bây giờ mà ăn lại có sợ bây giờ không sợ nữa. Đây đấy là nó ông bây giờ là phải thử trứng, bây giờ là phải thử trứng thôi. Bây giờ em thử món đặc sản chưa? Đây, bây giờ trứng okay. Nha. Không có. Anh em dùng đi nhá, thoải mái đi đây. Đây, cứ gắp tẹt đi nhá. Ôi. Nào. Chị mai em quấn tự tay quấn cho em đi sao nào? Để em nào. em muốn ăn trứng. Trứng thì quấn được gì ạ? Nhưng mà ăn đi, ăn về rong biển. Ăn rong biển. Ăn rong biển. Rong biển ngon hơn. Đây nhưng mà lấy cái một là mình ăn với rong biển, hai là mình có thể trộn luôn vào với cơm xong mình tưới nước tương lên thì nó sẽ. Ui, cái em được cơm. Cái được cơm. Đây em trộn ăn giống được trứng đi. Ăn giống được tôi ấy. Anh sẽ ăn không. Anh ăn không đi. Cho miếng cơm luôn. Ơi miếng ơi. Rõ nhất cái vị ơi. Sao sai đấy? Đây anh thật ra mình kéo lên này cho vào cái bát nước chanh. Mình cho vào cái bát nước chanh ấy. Trời, nó cắt kem. Nó à, cắt khúc ra. Cho nước chanh nó tách ra. Ôi, không. Miếng đây. Mà là cắt khúc không phải? Khúc miếng. Cái này là nghe mình cho vào cái bát nước chanh loãng ấy. Xong rồi nó sẽ cả tách hết các cái hạt trứng ra thì nhìn nó cũng sẽ đẹp mắt hơn. À đấy ạ. Vâng. Biết đâu ấy. Thì cứ lại mình sống đây đúng không? À đây chanh đây đúng không? Vâng. Đây nha mọi người nha. Bây giờ mình chiên loãng ở dưới này. Được. Nhưng mà thứ là ui cha. Ngon chưa? Đã một miếng. Quên sầu luôn. Đấy. Cái này là mấy triệu một cân đấy mọi người ạ. Ngon không mau để. Trộn nước tương. Tôi để cho ngấm ơi, biết ngon hay không? Chờ, đây, chưa kịp nhai đã hỏi. Ngon lắm rồi ạ. Mình sẽ thử thử một miếng này nhá, mà nhưng mà mình sẽ ăn không. Ăn không thì cảm nhận rõ được cái vị của trứng hơn. Trứng cá hồi này nó được coi như là thực phẩm vàng dành cho các bà bầu và trẻ em đấy. Như ở bên Nhật và bên Hàn Quốc thì món này nó quá là món quen thuộc hàng ngày luôn. Vâng. Như Việt Nam thì đây là một món ăn xa xỉ. Thế nhưng mà với người Nhật, người Hàn đây là món ăn thường ngày mà giúp tăng cường về trí nhớ này. Về nó có rất nhiều DHA omega 3 để giúp phát triển trí não cho trẻ. Và tóm lại là nó tốt cho bà bầu và bố trẻ nhỏ. Mời mọi người nhá. Em thích ăn với cơm lắm mẹ. Ngon. Tôi ăn phê á. Cho anh ăn trứng anh không, anh cảm giác nó không béo bằng thịt nhỉ?
Nổi anh cách mà em thích, thích hay là anh phải ăn với cơm thử xem nào. Ăn cơm ngon lắm. Trời, thịt ngon hơn. Thế hay à? Là mình đúng rồi, có thể là tùy từng cái cảm nhận từng người. Ngon lắm. Bao đây đủ đánh. Ừ. Tớ em không làm riêng em nào. Cái gì? Đâu vào đấy. Mình làm đấy. Có thể chấm một tạm nhiều dân ăn nó vị khác không mình nhé. Đấy, anh em ăn trứng đi này, trứng này, trứng cá hồi này, cá này. Mọi người thử một miếng xem là anh ăn một miếng trứng thử ăn để cho biết. Rất là ngon mọi người ạ. Wow. Ngon không? Anh ơi, anh cho em một tí trứng mà không không cho để chanh. Tí rồi. Ủa, anh đã luôn. Bây giờ mình sẽ thử ăn phong cách ăn gỏi cá ba vì nhá mọi người nhá. Một chút trứng này. Một cái này có 18 đấy. Một trứng đầy cho chị xin cá. Đây em xin lợ dầu. Đây đây, cho tương ăn. Rồi. Đây, trang đổi nhau. Ăn phong cách theo ba vì nhá mọi người nhá. Đó. Này không muốn mắt học ai chứ là khỏi luôn. Đấy. Quán chiếu. Đó. Ăn thế này nó mới vã mồm này mọi người ạ. Ui à. Đây ăn, là cách ăn cơm cực kỳ mới. Đúng rồi, ăn gỏi ba vì nó thế này. Ê. Còn đi. Ui. Cái xì dầu này của anh chị à, mang từ trên kia xuống ngon cực. Ngon nhỉ. Cái này là Nhật, Nhật nhập về. Dưới là cơm ăn hết giờ. Đây là nước tương chuẩn Nhật. Mày bốc một bốc là tràn cái này ăn hết giờ rồi. Ngon kinh điển rồi. Đấy. Đấy. Cái này ạ. Đấy. Mọi người ăn mạnh lên. Wow. Tràn kiểu của em này. Chưa chín lắm. Cái cơm. Con à. Con à. Muốn cơm lắm. Con cá tầm nó chưa được chín hẳn nhé mọi người nhé. Đây bây giờ mình sẽ thử cắt cá tầm ra cho mọi người ăn. Cá tầm này tại vì nó to nên là chắc phải đợi một thời gian lâu mới được ăn. Đó, ngon lắm. Đây. Anh Mậu. Không để ăn lên. Đi. Không, em chan lên đến bắt bước của anh để ăn thử. Bắt cái dầu ngon cực. Mình chỉ ăn cái dầu này. Chắc là anh em mình chuyển sang Nhật Bản ăn. Mình sẽ thử một miếng cá tầm xem sao nhá. Thử cái nghề để chính bản thân mình miếng cá tầm này. Đó, đó. Cho em một miếng ăn được không? Cái xương nó là sụn tấp đúng không? Đúng rồi ạ. Ăn được không? Rau, 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 cái này ngon kìa. Lá cải. Vâng, cuốn cái lá cải. Cá tầm cuốn lá cải à? À, cái cá hồi sống ấy. Cuốn lá cải, còn cái này anh cũng cuốn lá cải mà. À. Mình cứ ăn hỏi mình cuốn lá, mình cứ ăn loại rau nào thì mình cuốn thôi. À. Đấy. Còn nằm nước này. Thế. Ở đây có 3 loại nước chấm mà anh thích nước chấm nào cũng được tùy theo khẩu vị của mỗi người. Đây là nước chấm chua ngọt này, còn đây là nước chấm nước chuẩn bị Tây Bắc. Dạ. Mắc khén với cả thảo quả. Vượng. Đấy. Mới chấm cái đây mới là đẳng cấp này. Em sẽ làm món tổ hợp nhé, có cả trong điểm này, cả tía tô này, cả trong cải này. Không gì ăn này. Đó là bây giờ cho cá. Cá là tô. Được. Chấm tầm ra. Ăn nó dai dai. Nó ngon lắm. Được ạ. Có ngọt thì đúng anh. Ngọt. Nhưng mà đáng nghĩ ra hôm nay là hơi sai lầm. Có món này rồi thì món này để hôm sau. Vâng. Tại vì khi ăn cái cá sống với cái này nó bùi nhá. Để cảm nhận là cái đầu tiên về cá hồi Tapa là nó bùi, nó béo. Nó đấy, thế nên là khi ăn đến con cá tầm là nó sẽ mất cái vị ngon của cá tầm đi. Nhưng mà vẫn rất là ngon. Đáng nhận ra phải tách, tách hai món này. Tức là ăn đồ sống là chỉ ăn đồ sống nguyên thôi. Đúng rồi, cảm giác như nào? Cảm giác lên tận học không thử được. Nhưng mà cũng đỡ hơn lần đầu tiên, không không khóc nữa. Và bây giờ sẽ thử đến cái món cá hồi nướng nhé mọi người nhá. Đây là con cá hồi anh em mình lấy ra để nướng đây. Nướng ra thì
Thật ra cái thịt cá hồi thì nó rất là mềm. Rất là đấy, chỉ cần động nhẹ cái, kể cả cá hồi sống cũng thế. Động nhẹ cái là nó kia. Cá hồi nướng thì chấm cái gì nhỉ? Chấm mù tạt. Cá hồi nướng chấm này. Cá hồi nướng ăn là tan nha. Đây là chấm kiểu gần như chấm chéo à? Thôi này ừ. Ngon không anh? Vẫn ngọt nhưng mà vẫn cách suy nghĩ cũ. Đã ăn đồ sống này không đúng nên rồi. Là có ăn... những cái đồ đồ chín. Tại vì những đồ sống nó bao giờ nó ngon hơn, nó ngọt hơn. Cái vị của nó là ngậy. Ừ, nó ngậy. Thế nên là nó sẽ đánh mất cái vị ngon của con cá này. Còn cái đồ nướng thì mình đã tẩm ướp gia vị rồi thì nó sẽ có cái vị của nướng ngon lắm. Ngọt không? Ngon mà. Nó tẩm ngon nhỉ? Ừ. Ngon cực luôn. Đây đây, cả này cho. Ơi, nó không có xương, nó không có xương mục à? Lắm rồi anh em mình, lượt mãi nó mới chín món này. Ok. Làm bắt nước cây ăn, nước đưa thì cho nó cơ ăn. Ăn nhiều cho lớn. Bí quyết rồi. Của anh Mao Ca ăn gì mà nó suốt ngày ăn mà không thể béo, bí quyết là gì, chia sẻ cho các bạn, nhiều bạn mà đang muốn Mao Đệ bảo đợi nó một tí nó đi lấy bí quyết cho. Như anh cameraman này mà ăn một bữa như thế này thì bữa sau phải tức là nhịn ăn 3 bữa. Không thì là không thì là sẽ kéo phì luôn. Đợi Mao Đệ tí, Mao Đệ đi lấy bí quyết. Gì mà lâu thế Mao Đệ, bí quyết gì mà lâu đấy. Sách vở. Sách vở các kiểu à? Bí kíp một chảo xanh tâm vào TV. TV chạy chân. Chân lại đặt được chương trình này. Thật ra là cái bột trà xanh này thì khi tí nữa anh sẽ tặng em vài liệu trình em về em dùng thử. Thứ nhất là sẽ uống, tức là khi em ăn uống tất cả mọi thứ rất là nhiều, nó sẽ giảm cái lượng hấp thụ cholesterol vào trong máu, trong người mình ấy, và sẽ giảm cái lượng chất béo từ trong thức ăn vào cơ thể mình. Đó, thế nên là mình ăn uống khá là thoải mái. Đó, em về cứ dùng thử và đắp mặt. Đúng rồi, mặt. Em thì không quan tâm vấn đề béo vì em đang không béo mà quan tâm vấn đề chính đấy là đẹp da. Đó, đẹp da. Buổi tối em cứ đắp cho anh độ tầm 10 đến 15 phút xong rửa mặt. Tốt nhất là đắp với sữa chua không đường hoặc là sữa tươi không đường. Đảm bảo với em mua sau nửa tháng da mặt em sẽ cải thiện mọi cách rõ rệt. Nếu không cải thiện là... Quay lại đây bắt đền anh. Đúng rồi, bắt đền. Đó. Đấy, tự nhiên hỏi về cách ăn không béo một cái là đã có quà mang về ngay. Đấy, nên lần sau mà ai đến chơi với gia đình nhà Tam Mao thì cứ hỏi bí quyết làm sao là mình sẽ được tặng quà mang về. Thật sự hôm nay rất là vui. Khi rất là nhiều anh em YouTuber đến chơi với anh em mình. Hôm trước thì cũng có... Chai Lọc Cai này, Sapa TV này, rồi rất nhiều anh em ở trên mạng trên xuống chơi với anh em mình. Đấy, và là cái duyên đấy. Thì mình cũng đã hẹn là anh em là một hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ hai, thứ ba. Thứ hai. Và thì cuối tuần này là mình sẽ lên chơi Sapa, lên với nhiều anh em, rất nhiều anh em YouTuber ở trên đó. Let's go Sapa. Let's go Sapa này, Sapa TV này, Chai Lọc Cai này. Gì đấy nhỉ? Nói chung là hứa hẹn với các bạn một rất là nhiều. Cuối tuần rất nhiều cuộc giao lưu. Rất nhiều cuộc giao lưu và... Và mình sẽ quay cho các bạn xem mình ăn con ăn con mèn mén. Con mèn mén? Cơm mèn mén. Mình thấy ở trên này ăn ngon lắm. Giờ trên đấy rất nhiều đặc sản đúng không? Đúng nào rồi. Thì thung lũng hoa Bắc Hà đi chợ viên này mấy cả đi xem lễ hội nữa anh ấy xem kiểu đấy trên đấy thấy bọn đóng kiểu như chợ tình nó chào đúng rồi thung lũng hoa Bắc Hà là chợ tình đúng rồi nó có phiên chợ Bắc Hà chợ quốc thì thôi hẹn là anh em là cuối tuần thôi và khả năng là clip này anh em mình xin phép cũng kết thúc ở đây vì thời lượng video khá là dài rồi. Để cho anh em ăn uống thoải mái một cách tự nhiên một chút.
À, nếu mọi người thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh nhấn chuông bên cạnh nhá. À, mọi người hãy ủng hộ anh em mình và anh em Let's Go Sapa thêm gọi là một cái niềm đam mê về làm YouTube, vì kênh Let's Go Sapa hiện tại là cũng đang vừa mới bước chân vào YouTube không được chưa được lâu lắm. Thế mình là mới xây dựng cái kênh này thôi, và rất là mong mọi người có thể ủng hộ và có thể ghé qua khoảng vài giây thôi, mình xem thử xem những cái clip đấy nghe đẹp của Sapa không thì hãy like và đăng ký cho chúng mình, chúng mình có động lực nhiều hơn để ra những cái video hấp dẫn hơn, hay hơn. Và hôm nay thì thực sự là rất là cảm ơn cả gia đình Tam Mao đã đón tiếp Let's Go Sapa một cách rất là nồng nhiệt, mọi người rất là nhiệt tình. Mình cũng không nghĩ là khi mà đến đây được mọi người giúp đỡ như vậy, bởi vì là lần đầu tiên mình đến đây mới được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với cả hai anh em Tam Mao thì thực sự giúp đỡ gì, bọn em được ăn bè mồm nhá. Thật ra là người ta cứ bảo bọn anh thế này thế nọ hay là đấy, nhưng thật ra cứ bọn anh không có nhà thì đấy, chứ có nhà thì thoải mái luôn. Cứ có nhà là thấy thoải mái. Anh em cứ thoải mái thôi, mọi người đến với là quý với anh em mình thì mình anh em mình cũng phải gọi là có cái tấm lòng để đối đãi lại mọi người. Thật ra như kênh Let's Go Sapa thì mình từ trước chưa biết bao giờ mà chưa cái có anh chết rồi lại quên tên à. anh Lộc anh Lộc ở trên Sapa xuống, lần này là gọi là lần thứ hai gặp mặt thôi, lần thứ hai gặp mặt thôi, cũng là cái duyên. Chúc kênh Let's Go Sapa phát triển mạnh hơn nữa nha. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye, cảm ơn mọi người nha. Xin chào tạm biệt.